Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng nhằm chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kịp thời theo dõi, phát hiện và xử lý các trường hợp nghi ngờ, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết. Sở Y tế thành phố cho biết, hiện năng lực xét nghiệm tại Đà Nẵng được duy trì và đảm bảo với số lượng gần 6.000 mẫu xét nghiệm mỗi tuần. Các công tác phòng chống dịch theo thông điệp 5K tại trường học, khu công nghiệp, công trình xây dựng được cơ quan chức năng theo dõi sát sao, sẵn sàng các phương án ứng phó cho mọi tình huống xảy ra. Qua nghe báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm theo công văn số 932 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2021. Trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố và ngành y tế triển khai khai báo y tế toàn dân. Giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và Sở Y tế đảm bảo việc khai báo y tế đối với tất cả các công nhân tại các doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các quận huyện thành lập tổ kiểm tra trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch. Yêu cầu các quận huyện thành lập các tổ kiểm tra trên địa bàn của mình và kiên quyết xử lý những cái trường hợp vi phạm. Tôi nói cái giải pháp gì đó là giải pháp, nhưng giải pháp đeo khẩu trang, sát khuẩn vẫn là giải pháp căn bản nhất. Mà cái này nó lộ rõ luôn. Anh nào không đeo khẩu trang là tôi bắt, anh không đeo khẩu trang chứ không có chối cãi gì cả. Cho nên đề nghị các quận huyện nào thành lập các tổ kiểm tra, đồng thời phát huy cái vai trò của tổ Covid cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các cơ quan đơn vị cần nghiêm túc thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ra vào làm việc, tuân thủ thông điệp 5K. Đồng thời yêu cầu xét nghiệm đối với tất cả các chiến sĩ tham gia nghĩa vụ quân sự và công an trong đợt giao quân sắp đến. Đề nghị các ngành, các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 là khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, kết hợp với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn.